Vâng, cặp loa Boss 301 CD4 thì nó quá nổi tiếng rồi, quá nhiều anh em chơi rồi và chất âm của nó thì đã được anh em đánh giá là quá cao. Vậy hôm nay chúng ta cùng so sánh thử một cặp loa 301 CD4 đánh cùng với cặp loa Pioneer V26 thì chúng ta sẽ thấy chất âm của nó như nào ạ. Em là người trực tiếp ở đây đang được nghe, đang được thưởng thức và em đang được gọi là thực tế nhất, thì cho em được đánh giá trên tinh thần của một người bán hàng. Em không cần phải nịnh bợm thế nào cả. Những cặp Pioneer này phải nói là tép sáng hơn, ngời hơn. Nó có một ưu điểm nữa là gì? Cái nút siêu tép này. Vừa nghịch ngợm cái nút này thì thấy có một cái điều hay nhỉ. Khi chúng ta vặn to cái này lên thì cái tiếng tép ở trên này nó sẽ nhuyễn hơn, nó sẽ nhuyễn đi. Có nghĩa là nó sẽ tăng cái độ chỉ số mi. Anh em hình dung được không ạ? Mình càng xoay bao nhiêu thì độ mi của cái con này nó càng nhỏ đi. Nó càng nhỏ đi thì tiếng tép nó càng nhuyễn, có nghĩa là nó giống cái loa nghe nhạc. Và lời thì nó lại nhỏ đi, lời là cặp bên dưới này là nhỏ đi. Vậy chúng ta muốn hát karaoke mà nhiều lời thì chúng ta nên vặn cái này nhỏ đi như này, thì cái loa này sẽ nhiều lên và cái loa này ít đi. Nói chung là cái chiếc amp này nó chiếc dạng như chiếc đắt kép. Có thể điều chỉnh hai cái loa này để một thằng là siêu tép và một thằng là lời. Thì khi chúng ta vặn to lên như này là siêu tép nhiều hơn, vặn nhỏ như này thì lời sẽ nhiều hơn. Đấy, đấy là tùy anh em, đấy là cái ưu điểm của nó. Và khi em vặn to nó lên gần hết cỡ như này thì em thấy rằng tiếng tép của thằng này nghe nhạc rất hay. Bass và piano phải nói là tiếng chất nghe nhạc của nó rất ổn. Còn quay sang thằng Boss 301 CD4, thằng này thì được cái lời của nó thanh thoát hơn một chút xíu, nhưng đứng gần cặp loa kia, về nói về âm nhạc, sắc nhạc thì thằng này bass không bằng thằng piano. Tép nhuyễn thì thằng kia nhuyễn hơn, nhưng tép của thằng này có vẻ trong hơn một chút. Về âm sắc chung thì thằng này chung nó đang hắt ra đằng sau, nó không như 301 CD2, 301 CD3. Cái chung này nó hắt ra đằng sau và chung này nó hắt ra đằng sau. Nhưng hiện tại em đang ngồi ở đây và em đang ngồi trước mặt nó thì thằng Pioneer này chung đang hắt ra mặt em rõ ràng hơn. Em nghe thằng loa này rõ ràng, còn thằng loa này chung của nó không rõ ràng. Chính vì thế mà nếu như xét ở một khía cạnh ngồi ở đằng trước như này để mà bật hai cặp cùng một lúc thì chúng ta sẽ thấy cặp Pioneer nó nổi trội hơn so với cặp Boss. Đấy, mà trong khi đó giá thì thằng này là bao nhiêu ạ? 5,2 triệu, còn thằng này là 7,5 triệu. Đấy. Thế nên cho em xin phép được chốt hạ một câu như này. Cả hai thằng cùng hay, mỗi thằng hay theo một vẻ và không nên so sánh thằng này hay thằng này hay. Bởi vì lúc sản xuất ra, nhà sản xuất ra, lúc xuất xưởng thì giá hai thằng này nó cũng tương đương nhau, nó không có đắt rẻ hơn nhau là mấy đâu. Nhưng mà bây giờ do thời gian là anh em mình cứ thích bầu, cứ thích JBL. Pioneer chỉ là hàng của Nhật, Boss là hàng Mexico, hàng của người Mỹ cơ mà. Mỹ thì nó phải có giá trị hơn đúng không ạ? Chính vì cái người Việt Nam sở thích là phải là hãng sang thì nó thành sang. Đấy, có nghĩa là cứ đeo lên người mình một cái quần áo mà hãng nổi tiếng thì có nghĩa là mình là một quần áo đắt tiền. Nhưng chúng ta hãy hiểu rằng một điều là cái âm thanh nó không quy định. Không bao giờ âm thanh nó quy định là hãng lớn thì mới ra chất âm hay mà hãng nhỏ ra chất âm không hay. Quan trọng chúng ta là người đang mua hàng và chúng ta chọn lựa cái sản phẩm của chúng ta và chúng ta sử dụng cái sản phẩm đấy, chúng ta thấy được sản phẩm đấy phù hợp với túi tiền của anh em ta. Và với cái chất âm đấy chúng ta phát huy được, phối kép làm sao được để cho nó ra cái chất âm lọt được cái lỗ tai của chúng ta. Nó quan trọng hơn cái việc là đi mua một đôi loa đắt tiền rồi về khen nó hay mà thực sự ra mình chưa ghép được nó hay. Đấy là chúng ta theo cái phương châm đó là gần như kiểu danh vọng hơn là thực tế. Đấy. Rồi, hai cặp loa này thì nó là hay rồi. Đánh với con 2-335 mã Soto phiên bản của Hàn Quốc xịn thì nhà em đang bán với giá là 6,8 triệu. Đẹp keng luôn nhá. Vang liền. Mic thì em đang sử dụng mic Beyer, hàng sản phẩm của người Đức. Alo 4567. Đấy các bác, đeo tai phone thử và nghe nhé. Có phải là cái loa ở bên trái này, cái loa này này là cái loa Pioneer. Cảm tưởng cái âm sắc của nó đang được nghiêng về bên Pioneer. Đấy, lên 4567. Trong cái đó thằng Pioneer, thằng Boss, âm chung của nó đang hắt đằng sau nên nó không mạnh mẽ được là điều đương nhiên đâu. Alo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, cảm ơn anh em quý vị các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Auto. Chân thành cảm ơn anh em một lần nữa đã xem và ủng hộ. Thank you anh em.